Online TV. Siêu nhân ơi, siêu nhân. Siêu nhân Tân An đâu rồi nhỉ? Wow, đang ngủ các bạn ạ. Siêu nhân. Đang ngủ à? Dạ. Dậy đi chơi đi. Dạ. Đi. Oh yeah. Đi, đi chơi à? Đi siêu thị chơi nhá. Nào, chúng ta đi chơi siêu thị thôi, đi, siêu nhân đi trước đi. Chúng ta sẽ cùng siêu nhân đi chơi siêu thị các bạn nhé. Siêu nhân chạy đi nào, có bay được không? Wow, siêu nhân muốn bay lắm, nhưng không bay được không ạ? Nhân muốn bay. Ok chưa? Ok rồi. Yeah, bây giờ bố con mình vào siêu thị chơi nhá. Ok. Bây giờ đi mua tôm cua nhá. Đi, chúng ta lại gian hàng tôm cua cá đi. Siêu nhân cười cái gì ạ? Wow. Có rất là nhiều tôm cua cá này. Ếch cái này. Dạ. Là ếch đúng không? Mua một con này nhá. Hả? Con nhá. Ừ. Để con lươn, con chạch này. Con ba ba này. Để bố bán tôm cho Tân An nhá. Hai con này. Bốn con này. Siêu nhân có mua cua không? Nha. À, chọn con nào đây nhỉ? Đây, con này to này. À, lấy con này nhá. À. Bây giờ chúng ta về nhá. Về nướng tôm cua nhá. Thì chúng ta về thôi. Bây giờ Tân An nhập tôm ra đếm lại xem chúng ta mua bao nhiêu con này. Mua một con này. Nữa. Hai con này. Con cầm vào cái chân của nó ấy. Đây này, cầm vào chân này. Không sợ đâu mà. Đây, ba con này. Đấy, từ nhập đi. Nhập đi. Trời ơi. Nhạt chết. Bốn con này. Cầm vào đầu nó xem nào. Cầm vào đầu nó này. Không sợ đâu, nó không cắn đâu. Đây, 5 con này. Đấy, con này nữa. 6 con này. Đấy. Wow, nhà tôm quá trời. 6 con. 6 con tôm đúng không? Dạ. Con này bây giờ đi rửa để nướng nhá. Dạ. À, còn có con cua nữa nhỉ? Dạ. Tân An bắt con cua đi. Đi. Đấy, con mở ra. Con cua cái càng bố trói lại rồi, không sợ đâu. No. Đây rồi. Siêu nhân rất là sợ cua nhưng mà vẫn can đảm cầm cua các bạn ạ. Đây, con cua đang to nhá. Cũng to luôn. Con này là món gì vậy nhỉ? Món canh. Món canh nhá. Canh hay là luộc lên chấm tương ớt nhỉ? Đây, bây giờ Tân An cầm cua lại nhờ mẹ rửa ra. Rửa hổ đi. Ok. Thì chúng ta sẽ nướng nhá. Yeah. Đây, con cua này bố để đây nhá. Con cua này bố cho vào đĩa này.
Cho bạn đi á. Con cua này sẽ luộc nhá. Đấy, nữa. Rồi, ok. Ừ. Rồi. À. Siêu nhân là chở cua. Đây, và à. Để đây nhá. Thả vào đây. Đấy. Đấy, nó bé. Và dầm được, dầm được. Bé à? Rồi, cố dầm được rồi. Cái này chúng ta phải ra ngoài hiên để ra ngoài ban công đỡ này hay hơn. Đỡ bị té. Đây. Ta bỏ vào đi. Cho nhỏ nữa, nó té mạnh lắm. Đây, đây, đây. Không phải đào đâu, bố xếp lại. Nướng không phải như xào đâu. Xào chúng ta phải đào mà. Nướng là chúng ta để nguyên này. Xong là trở lại nhé. Ta bỏ một con kia vào nữa, hai con vào nữa. Đây là ném chứ phải bỏ đâu. Đấy, nữa, nữa, ném một con nữa. Đấy, con kia nữa. Cho vào nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Bố nó vào nhẹ nhàng thôi mà. Về nhá. Đường tôm này lâu lắm đấy. Lâu chín lắm đấy, không phải nhanh đâu. Thì bây giờ chúng ta trở tôm nào. Trở lên. Trở lại nào. Trở đều không còn là nó chảy một bên không chín đâu. Một bên sống, một bên chảy đấy. Ta đang trở đi. Con trở con này này. Cô trở ba con này. Đấy. Không sao đâu. Nấu ăn té thì chuyện bình thường. Hôm nay siêu nhân vào bếp các bạn ạ. Và tổ tài món nướng tôm. Đây, bố giúp nào. Đấy. Ngồi. Đấy. Nướng này thì nó chúng ta chấm gia vị nhỉ. Đáng nhẽ là phải ướp cơ. Nhưng mà thôi, không cần phải ướp đâu. Nướng này ăn nó ngon lành. Cho cái mắt nó. Cái mắt này. Cái mắt để chỉ. Ta ăn tí nữa ăn mấy con nào? Một con. Ăn một con thôi á? 10 con luôn. 10 con á? Đây có 6 con thôi mà. 6 con. Tân An thấy tôm đã chín chưa? Dạ. Chín rồi à? Dạ. Bây giờ bố tắt bếp nhá. Dạ. Cho nó nguội, bắt đầu chúng ta cho ra đĩa để ăn nhá. Dạ. Tránh, nóng lắm đấy. Một con này. Hai con này. Tân thử ra, con lấy thôi nào. Cẩn thận nóng nhá. Thôi, để bố hộp nhá. Ba con này. Bốn con này. Năm con này. 6 con này. 6. À, 6 con tôm nhá. Đây đây. Ok. Đừng ngồi đã. Con cua đây nhá, cho con cua thèm nhá. À, cho con cua nó thèm. À, quay mặt ra đây đi chú. Ok. Đây tương ớt nào, đây tương ớt nào. Tương ớt. Tương ớt đâu? Dạ ơi, để cho con một cái tương ớt. Bỏ tương ớt ra. Được rồi. Thế thôi à? Bây giờ Tân An ăn tôm xong là đi ngủ để chiều đi học nhá. Dạ. Ok. Đây, mẹ bóc tay Tân An ăn nhá. Còn nóng không? Bình thường nhỉ. Tân An ăn con tôm đầu tiên này xem có ngon không nào. Ăn đi. Ăn tôm này nhiều canxi lắm đấy. Dạ. Ngon không? Canxi canxi xem. Canxi là canxi mà vitamin C là vitamin C, không lẫn lộn đâu.
Vitamin C có nhiều trong chanh với cam, những quả nào chua đấy. Còn quả tôm nữa. Tôm ở đúng rồi. Tôm cua thì chỉ táo có canxi. Quả táo nữa. Quả táo nữa. Quả nữa. Đại loại là vậy. Ăn đi. Quả chuối nữa. Quả chuối à? Chuối với bố không biết đâu. Có ngon không? Ngon. Cho bố một con nhé. Dạ. Này, bố thử con này nhé. Wow. Con này thì bố ăn hai miếng là hết thôi mà. Ngon nhở? Cái mắt nó đỡ hôi. Cái mắt nó mẹ bong ra rồi. Ăn đi. Ăn ngoan chiều đi học nhá. Ăn ngoan thì bố căng đấy. Đúng rồi. Ăn nhiều mới cao mới lớn được. Cao như kiểu cái nhà luôn. Cao như kiểu cái nhà á. Wow, Tân An ăn tham quá các bạn ạ. Ăn hết một con rồi. Cho con cua một cái. Thôi không cần đâu, con cua không ăn đâu. Tân An ăn tiếp đi. Cho bỏ chấm với nhỉ. Chấm ớt. Cũng ngon đấy Tân An nhỉ. Dạ. Tôm nướng mà. Bố có cay không? Bố không cay không? À thế Tân An chưa mời các bạn ăn tôm à? Thế Tân An bây giờ mời các bạn như nào nhỉ? Mời các bạn ăn tôm à. Mời các bạn ăn tôm à nha. Ăn chỉ cam. Ăn kiểu miếng nhỏ. À tối bố đưa Tân An đi đu nhỉ? Dạ. Tôi xuống công viên đu nhé. Dạ. Buổi chiều đông lắm. Đi buổi chiều đông lắm, không được đu đâu. Các bạn tranh giành hết. Mình nhường các bạn buổi chiều, mình đi buổi tối nhỉ. Dạ. Tranh giành nhau hết. Không nên tranh giành nhau nhỉ. Dạ. Mỗi người một đu, đu một lúc là nhường cho bạn khác đu nhé. Dạ. Mỗi người đu 5 phút thôi. 5 phút lại về. 5 phút mình lại chơi trò khác, các bạn đu. Mỗi bạn đu một tí. Cay à? Thôi ăn đi. Ngon nhỉ? Lâu lâu bố mới thấy Tân An ăn tôm được nhiều này đấy. Ăn tiếp hả? Wow, Tân An ăn tham quá các bạn ạ. Sợ quá. Chắc ăn thêm một bát rồi. Bên cười. Wow, Tân An ăn ngoan nhỉ. Không biết các bạn có ăn ngoan như Tân An không nhỉ? Ăn phải ngoan thì mới lớn được, mới cao lên được. Mới khỏe được nhỉ? Không ăn là không khỏe, không cao, không lớn, không đi học được đâu. Ngày xưa em còn nhỏ. Ngày xưa em còn bé tí nhỉ? Ngày xưa em bé kia ăn sữa bột. Ngày xưa bé thì ăn sữa bột à? Chưa còn bị tí. Mặc bìm nữa. Mặc bìm nữa. Thế bây giờ có ăn sữa bột nữa không? Không. Dễ lắm rồi. Đúng rồi, bây giờ ăn sữa tươi rồi đúng không? Rồi, ăn đi, ăn tôm đi. Nhưng mà ăn tôm thì uống cả sữa tươi đây nhỉ? Dạ. Nhưng mà ăn xong bố cho uống sữa tươi. Cái này vừa một hộp nữa. Còn hai con nữa. Còn hai con nữa à? Đúng rồi, còn hai con nữa. Một con cua nữa. Sữa đây cho Tân An này, tí nữa uống nhá. Dạ. Để lên bàn đấy, tí nữa ăn xong uống. Muốn lớn thì phải ăn xong mới được uống sữa.
Nhờ. Thì mới tăng cân được. Ăn được không? Không. Không hả? No rồi à? Thì bố ăn con này nhá. Hay là Tân An ăn con này, bố ăn con này này. Mỗi người một con này. Sao lại cười? Đi lại đây ngồi uống sữa nào, nhìn lên. Đây đây, ngồi đây. Muộn lắm rồi, ăn xong là đi ngủ nhá. Học bài thì xong đi ngủ. Hả? Học bài thì xong đi ngủ. Ôn bài xong đi ngủ, dậy chiều đi học nhá. Sách vở Tân An để đâu rồi? Đằng kia à? Ok. Thì Tân An đứng nghiêm chỉnh lại để chào các bạn nào. Chào tạm biệt các bạn nào. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anh nhé. Hẹn gặp lại các bạn.